trình trải nghiệm chơi Fatbin The Game của mọi người như thế nào rồi. Hôm nay Son sẽ hướng dẫn cho mọi người nhập 5 code mới siêu xịn cho Fatbin The Game nha. Trước khi nhập code thì mọi người đừng quên bấm subscribe và bấm like cho video của Son nữa đó nha. Xong rồi, vào việc thôi nào. Đầu tiên mọi người chọn vào một list ở phía bên phải màn hình nha. Xong rồi mọi người chọn vào một option có hình dấu răng cưa nè mọi người. Xong rồi các bạn tiếp tục chọn vào một account nha. Xong rồi các bạn chọn copy để copy cái mã ID lại nha. Tiếp theo các bạn hãy mở một cái tab trình duyệt mới và bấm vào đường link của công ty TechOne để đổi mã nha mọi người. Cái đường link này thì một tí nữa mình sẽ để bên dưới bình luận cho mọi người nha. Tại phần BID thì các bạn chỉ cần dán cái mã ID hồi nãy của mình thôi. Xong rồi các bạn cứ nhập cái mã code lần lượt như ở trên video nha. Sau khi đã nhập xong 5 mã code thì chúng ta sẽ quay trở lại Blackpink The Game nha. Mà trước khi vào game thì mọi người nhớ tắt tab game và khởi động lại game nha. Xong xuôi thì các bạn chỉ cần vào mailbook. Nó có hình lá thư nằm ở phía bên phải phía trên màn hình đây nè mọi người. Xong rồi chỉ cần nhận thưởng là xong rồi nè. Mình sẽ để lại tổng hợp 5 cái mã code ở ngay chỗ này cho mấy bạn dễ nhìn nha. Video chỉ tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới nha. See ya.